Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 1. Này là lời Môi-se nói cho cả Israel bên kia sông Giô-đan tại đồng vắng, trong đồng bằng đối ngang Su-phơ, giữa khoảng Pha-ran và Tô-phên, La-ban, Hát-xê-rốt và Đi-sa-hát. Từ Hô-rép tới Ca-đê-ba-nê-a bởi đường núi Se-i-r đi 11 ngày đường. Nhằm năm 40, ngày mùng 1 tháng 11, Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã biểu người phải nói cùng họ. Ấy là sau khi người đã đánh giết Si-hôn, vua dân Amorit ở tại Hết-bôn, và Ắc, vua Ba-san ở tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. Tại bên kia sông Giô-đan, trong xứ Mô-áp, Môi-se khởi giảng giải luật pháp này mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Hô-rép mà rằng: Các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá. Hãy vòng lại và đi đến núi dân Amorit, cùng đến các miền ở gần bên, tức là đến nơi đồng bằng, lên núi, vào xứ Thấp, đến miền Nam, lên mé biển, vào xứ dân Canaan và Liban, cho đến sông lớn là sông Euphrates. Kìa, ta phó xứ này cho các ngươi. Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac, Jacob cùng cho con cháu của họ. Trong lúc đó, ta có nói cùng các ngươi rằng: một mình ta không sức đủ cai trị các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã gia thêm các ngươi. Kìa, ngày nay các ngươi đông như sao trên trời. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi khiến các ngươi thêm lên gấp ngàn lần và ban phước cho, y như Ngài đã phán cùng các ngươi. Một mình ta làm thế nào mang lấy trách nhiệm và gánh nặng về điều tranh tụng của các ngươi? Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi. Các ngươi có đáp rằng: việc người toan làm thật tốt thay. Bây giờ, ta chọn lấy những người quan trưởng của các chi phái là những người khôn ngoan, có tiếng, lập lên làm quan tướng các ngươi, hoặc cai ngàn người, hoặc cai trăm người, hoặc cai 50 người, hoặc cai 10 người, và làm quản lý trong những chi phái của các ngươi. Trong lúc đó, ta ra lệnh cho những quan xét các ngươi rằng: hãy nghe anh em các ngươi và lấy công bình mà xét đoán sự tranh tụng của mỗi người với anh em mình hay là với khách ngoại bang ở cùng người. Trong việc xét đoán, các ngươi chớ tư vị ai. Hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phàm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta, thì ta sẽ nghe cho. Vậy, trong lúc đó, ta có truyền cho các ngươi mọi điều mình phải làm. Đoạn bỏ Hô-rép, chúng ta trải ngang qua đồng vắng mênh mông và gớm ghê mà chúng ta thấy kia, hướng về núi dân Amorit, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn. Rồi chúng ta đến Ca-đê-ba-nê-a. Bây giờ ta nói cùng các ngươi rằng: các ngươi đã đến núi của dân Amorit mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó xứ này cho ngươi. Hãy đi lên, chiếm làm sản nghiệp, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán cùng ngươi. Chớ ái ngại, chớ kinh khủng. Các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng: hãy sai những người đi trước chúng tôi, đặng do thám sứ và chỉ bảo về đường xá nào chúng tôi phải lên và các thành chúng tôi phải vào. Lời này đẹp lòng ta. Ta chọn 12 người trong các ngươi, tức mỗi chi phái một người. 12 người đó ra đi lên núi, đi đến khe Ít-côn và do thám sứ.
Họ hái cầm trong tay mình những trái cây xứ đó đem về cho chúng ta, thuật lại cùng chúng ta rằng: xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho thật là tốt. Nhưng các ngươi không muốn lên đó và đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, lầm bầm trong trại mình mà rằng: ấy bởi Đức Giê-hô-va ghét chúng ta nên khiến chúng ta ra xứ Ê-díp-tô, đặng phó chúng ta vào tay dân A-mô-rít để tiêu diệt đi. Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng: ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta, ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời. Vả lại tại đó chúng tôi có thấy những con cháu của dân Anakim. Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng: chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ê-díp-tô và trong đồng vắng, là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi cho đến khi tới chốn này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Dầu vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại, ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường các ngươi phải đi. Bây giờ Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi bèn nổi giận và thề rằng: chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Ngươi sẽ thấy xứ đó, và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta mà rằng: ngươi cũng vậy sẽ không vào đó đâu. Giô-suê, con trai Nun, là đầy tớ ngươi sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Những con trẻ của các ngươi và các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác, sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sản nghiệp. Nhưng các ngươi hãy trở về, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Lúc đó các ngươi bèn đáp cùng ta mà rằng: chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn. Mỗi người trong các ngươi nịt binh khí và toan dại dột đi lên núi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: hãy nói cùng dân sự chớ đi lên và chớ chiến trận, vì ta không ngự giữa các ngươi, e các ngươi bị quân thù nghịch đánh bại. Ta có thuật lại những lời này, nhưng các ngươi không nghe ta, nghịch mạng của Đức Giê-hô-va, đầy sự kiêu ngạo kéo đi lên núi. Bây giờ người Amorít ở trong núi này đi ra đón và đuổi các ngươi như thể đoàn ong, đánh bại các ngươi tại Seir cho đến Họt-ma. Khi trở về, các ngươi có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không lắng tai và chẳng khứng nghe tiếng của các ngươi. Ấy vì thế nên các ngươi ở tại Ca-đe lâu ngày, nhiều ngày biết dường bao. Chương 2. Đoạn chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng biển đỏ y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta, và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi Sê-i-rơ. Đức Giê-hô-va có phán cùng ta mà rằng: các ngươi đi vòng núi này cũng đã lâu rồi, hãy trở lên hướng bắc. Hãy truyền lệnh này cho dân sự: các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ, và chúng nó sẽ sợ các ngươi. Nhưng hãy giữ lấy mình, chớ có tranh cùng chúng nó, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu, dầu đến đổi một thẻo đất bằng bàn chân cũng không cho. Ta đã ban cho Ê-sau núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi. Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong 40 năm này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi, ngươi không thiếu chi hết. Vậy, chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta là con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-r, và bắt đi về hướng đồng vắng Mô-áp, đặng tránh con đường đồng bằng cùng Ê-lát và Ê-si-ôn-gê-be.
Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Mô-áp, vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp. Lúc trước dân Ê-mim ở tại đó, ấy là một dân lớn, đông, hình dình dàng như dân Anakim vậy. Người ta cũng cho dân này là dân dình dàng như dân Anakim, nhưng dân Mô-áp gọi họ là Ê-mim. Dân Hô-rít lúc trước cũng ở tại Sê-i-r, song con cháu Ê-sau diệt dân ấy, đoạt lấy xứ họ và ở thế cho, y như Israel làm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho ngươi làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy đi ngang qua khe Sê-rết. Vậy chúng ta có đi ngang khe Sê-rết. Vả thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta, từ khi lìa khỏi Kadê-ba-nê-a tới lúc đi ngang qua khe Sê-rết, cộng là 38 năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó. Vả lại, tay Đức Giê-hô-va cũng tra vào họ, đặng diệt họ khỏi trại quân, cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết. Sải khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt và chết mất khỏi dân sự, thì Đức Giê-hô-va phán cùng ta mà rằng: ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua A-rơ, bờ cõi của Mô-áp, và đến gần con cháu Am-môn. Chớ đương địch và chớ chiến trận cùng chúng nó, vì ta không cho ngươi chi hết của xứ con cháu Am-môn làm sản nghiệp, bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lót làm sản nghiệp. Nguyên xứ này gọi là xứ Rephaim. Xưa kia dân Rephaim ở đó, dân Am-môn gọi là Sam-su-mim. Ấy là một dân lớn, đông, hình dình dàng như dân Anakim. Nhưng Đức Giê-hô-va diệt dân Rephaim trước mặt dân Am-môn. Dân Am-môn đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho. Ấy, Ngài đã làm cho con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-r là như vậy, khi Ngài hủy diệt dân Hô-rít trước mặt con cháu Ê-sau. Họ chiếm lấy xứ dân ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay. Còn dân A-vim ở trong những làng cho đến Gaza, dân Cáp-tô-rim ở từ Cáp-tô ra hủy diệt họ và ở thế vào cho. Hãy đứng dậy đi ngang qua khe Ạc-nôn. Kìa, ta đã phó Si-hôn vua Hết-bôn là người Amorít cùng xứ người vào tay ngươi. Hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người. Ngày nay ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến đổi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi. Bây giờ, từ đồng vắng Kê-đê-mốt, ta sai sứ giả đến Si-hôn vua Hết-bôn, lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng: xin cho phép tôi đi ngang qua xứ vua, tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xây qua bên hữu hay bên tả. Vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho, để tôi có mà ăn, sẽ nhận lấy bạc bán nước, để tôi có mà uống. Chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn, cũng như con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-r và dân Mô-áp ở tại A-r đã cho phép vậy, cho đến chừng nào tôi đi qua Giô-đan đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi. Nhưng Si-hôn vua Hết-bôn không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tính người ngoan ngạnh, lòng người cứng cỏi, để phó người vào tay ngươi, y như điều đã xảy đến ngày nay. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: kìa, từ bây giờ ta phó Si-hôn và xứ người cho ngươi. Hãy khởi chiếm lấy xứ người đặng làm cơ nghiệp. Vậy Si-hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Gia-hát. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta phó người cho chúng ta, và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người. Trong lúc đó, ta chiếm hết các thành người, khấn vá diệt hết các thành, cả người nam, người nữ và các con trẻ không chừa lại một ai. Chúng ta chỉ có cướp lấy cho phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được. Từ Aroe, ở trên mé khe Ạc-nôn và cái thành ở trong trũng, cho đến Gala-át, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta
đã phó các thành đó cho chúng ta hết. Chỉn ngươi không có lại gần xứ của con cháu Amon ở dọc khắp mé khe Gia Bốc hoặc các thành trên núi hay là chỗ nào Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy. Thư của Gia Cơ, chương 1. Gia Cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ đặt cho 12 chi phái ở Tan Lạc chúc bình an. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chưa có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cứu mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Chương 2. Hỏi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây viện người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, là có người nghèo quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này, hẳn làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao, mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo?
há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng như Kinh Thánh rằng hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả Đấng đã phán rằng chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng chớ giết người. Vậy nếu ngươi không phạm tội tà dâm nhưng phạm tội giết người thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin của một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhưng đó anh em biết, người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Thi Thiên 40. Tôi nhịn nhục trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng buồn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được. Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tay tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách đã có chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Trong hội lớn, tôi đã truyền tin vui về sự công bình. Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó. Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi. Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có giấu hội lớn sự nhân từ và sự chân thật của Chúa? Đức Giê-hô-va ơi, đối cùng tôi chớ khép lòng thương xót của Ngài. Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn.
vì vô số tai họa đã vây quanh tôi, các gian ác tôi đã theo kịp tôi, đến nỗi không thể ngước mắt lên được, nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Lòng tôi đã thất kinh. Đức Giê-hô-va ơi, xin sẵn lòng giải cứu tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mau mau giúp đỡ tôi. Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, nguyện chúng nó bị mất cỡ và hổ thẹn cả. Phàm kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi, nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục. Các kẻ nói về tôi, ha ha, nguyện chúng nó bị sững sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó. Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng, Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thay, còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn. Dù vậy Chúa tưởng nhớ đến tôi, Chúa là sự tiếp trợ tôi và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ trễ hoãn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.